cầu cũng khá là to anh chị, đèn đường cũng khá là bài bản, ở hai bên có công ty nhà xưởng gì cũng rất là to nè anh chị. Đó. Nhà xưởng gì nhìn ở cầu nhìn xuống là rất là to. Khu đô thị Đông Mỹ An, ở đây có nhà hàng tiệc cưới nè anh chị, ngay đường Lê Quý Đôn. Chị xem sau à đây có chắc đợi chợ đêm ban đêm á, sao rồi để giữa đường bán người ta. Nhà bằng tôn nè, đây còn nhiều cái nhà bằng tôn nè, nhà này cũng xây rất là lâu, giao thương tàu thuyền ở trên sông, rất là nhộn nhịp luôn. Lúc này là 4 giờ chiều nha anh chị, 4 giờ chiều tại chợ Tháp 10, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Đó, phía trước là chợ bán đồ khô, phía sau là chợ bán rau củ thịt cá. Nói chung là những cái nhà này xây rất là lâu rồi, ngày xưa mà xây được những cái nhà phố như thế này cũng rất là quy hoạch rất là tốt đó chứ. Đường rất là rộng luôn. Ở đây là Vinaphone, trung tâm viễn thông Tháp 10. Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn tham quan gọi là thị trấn Mỹ An. Mỹ An là thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp anh chị. Thì thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Em đang có mặt ở quốc lộ N2. Đường vào trung tâm thị trấn Mỹ An anh chị. Bên kia có cái bảng giới thiệu khu di tích Gò Tháp của huyện Tháp 10 nè anh chị. Đó, đây là tuyến đường quốc lộ N2. Thì huyện Tháp 10 cũng như là thị trấn Mỹ An thành lập năm 1984. Đây là loại đô thị á, là đô thị loại 4 anh chị, năm công nhận là 2010. Thì tổng cộng dân số tính năm 2019 là 19.255 người, mật độ dân số là 1.044 người trên 1 km vuông. Thì em không nói lịch sử hình thành nhiều về thị trấn Mỹ An cũng như là huyện Tháp 10, mà em mời cô chú anh chị tham quan cơ sở hạ tầng ở trung tâm thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha anh chị. Đây là quốc lộ N2, đường dẫn từ bên khu vực Long An về tới gọi là huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp anh chị. Ở đây là cái cầu kênh 500 đó, đường dẫn vào trung tâm thị trấn Mỹ An. Phía trước là cái bảng vào đô thị nè anh chị. Lúc này là 4 giờ chiều nha, trời vẫn còn rất là nắng. Đây có một cái bảng nè, cái bảng hướng dẫn anh chị. Ở dưới trước đèn xanh đèn đỏ có cái bảng hướng dẫn. Đó, bảng hướng dẫn đi thẳng trung tâm thị trấn Mỹ An. Lẽ phải là về khu du lịch. Đó, khu du lịch Gò Tháp 10 km anh chị, lẽ phải. Đó, đây là cái chỗ ngã tư nè anh chị, đường vào trung tâm thị trấn Mỹ An. Em mời cô chú anh chị tham quan trung tâm thị trấn Mỹ An nha anh chị. Đây cũng bán nhiều cái hàng quán kinh doanh vật liệu gọi là nội thất nha anh chị. Đây là cái cầu dẫn vào trung tâm thị trấn Mỹ An nha anh chị. Đây là cầu Mỹ An thuộc huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha anh chị. Cầu cũng khá là to anh chị, đèn đường cũng khá là bài bản, ở hai bên có công ty nhà xưởng gì cũng rất là to nè anh chị. Đó. Nhà xưởng gì nhìn ở cầu nhìn xuống là rất là to, cầu rất là rộng luôn, cầu Mỹ An anh chị. Cái nhà xưởng gì á, có những con kênh anh chị, kênh miền Tây sông nước. Đợi đến cô chú anh chị nha, tham quan đường xá trung tâm thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10 nha. Ở đây có cô ốp mắt nè anh chị, đó, dưới chân cầu Mỹ An là cô ốp mắt, ngay cái vòng xuyến nè, đó rẽ phải nè, trung tâm ủy ban nhân dân Mỹ An nè.
trung tâm thị trấn Mỹ An nè, ở phía trước là quốc lộ 30, ngay cái vòng xoay, chạy vòng vòng để anh chị xem vào khu đô thị nha. Bên kia là quốc lộ 30 anh chị. Đó, anh chị nhìn ngắm đường xá, đây là đường Hùng Vương nè, để qua đây đường Lê Quý Đôn nha, đây là đường Quý Đôn, khu đô thị Đông Mỹ An. Đó, gửi đến anh chị nha, khu đô thị Đông Mỹ An. Ở đây có nhà hàng tiệc cưới nè anh chị, ngay đường Lê Quý Đôn. Chị xem sao đây cái chắc đợi trời đêm ban đêm á, sao rồi để giữa đường bán người ta. Đó, để giữa đường bán luôn. Chắc chợ đêm, là khu vực chợ đêm anh chị. Cái đường này tối làm chợ đêm á. Đó, hàng quán anh chị xem nha. Đường xá, cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông. Đây là đường Lê Đức Thọ. Đó, đường Lê Đức Thọ. Có một cái hàng cây rất là lâu rồi nè. Đó, anh chị nhìn ngắm một cái thị trấn ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha anh chị. Thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây là khóm 1 thị trấn Mỹ An. Này chắc ra vùng ven nè, vô một cái tuyến đường nhánh đi. Một tuyến đường nhánh nha. Đó, vô cái đường Lê Văn Kiết, Lê Văn Kiết. Đường ở đây trồng cây rất là nhiều ha. Đây trồng cây hai bên đường, lúc nào cũng có trồng cây. Trồng lại cái đường đường Trần Trọng Khiêm. Đó, nhà cửa nè, dạng như khu phố mới anh chị. Có phân lô bán nền, họ làm mấy cái nhà, họ xây nhà. Đường cũng làm rất là lâu rồi. Đường này rất là lâu rồi. Còn nhiều cái mảnh đất trống nè, phân lô những cái khu đô thị mới. Ở đây là khu tái định cư chợ Điểm, chợ Điểm anh chị, chợ Điểm hay chợ Điểm, để em coi cái địa chỉ. Dạng như khu tái định cư anh chị, khu mới. Đây là đường Nguyễn Bình. Chợ đêm Tháp 10. Đó, khu tái định cư chợ đêm Tháp 10 anh chị. Dạng như khu mới thành lập á. Dòng ngược lại Lê Quý Đôn băng qua bên kia nha. Ngày tối họ sẽ tổ chức chợ đêm ở đây anh chị. Chợ đêm, khu chợ đêm nè. Tối họ sẽ mở các gian hàng ở đây. Đó, họ bày gian hàng ra nè, chuẩn bị tối họ làm khu chợ đêm ở đây anh chị. Các gian hàng bắt đầu kéo ra nè, hàng quán dọc qua cái vòng xuyến bên kia nha. Đó, đây là khu vực Co-op Max, Co-op Max Tháp 10, siêu thị Co-op Max Tháp 10 nè anh chị. Đó, qua đây anh chị nhìn ngắm nha. Góp mắt nè. Đó, đây có cà phê trà sữa nè. Đó, bên đây là Tháp 10 nè, trường trung học phổ thông Tháp 10. Đối diện bên đây là trường trung học cơ sở thị trấn Mỹ An. Ở trên cái cầu, không biết cái cầu chạy qua đâu. Chạy vòng dưới cái cầu nha. Đây là cầu ngăn hàng, cầu ngăn hàng nè anh chị. Cắm ô tô lên. Dưới cái cầu chị nhìn ngắm nghe, nhìn ngắm một cái thị trấn thuộc huyện Tháp 10. Ở dưới cái cầu là các cái nhà phố. Đó, nhà phố cũng rất là nhiều đường dưới này. Đó, đây là khu vực nhà phố trung tâm thị trấn Mỹ An thuộc huyện Tháp 10 nha anh chị. Nhiều nhà xây rất là ngày xưa nè, cái kiến trúc rồi rất là ngày xưa. Ở đây nhiều nhà cấp 4 mà ngày xưa nè chị. Đó, nhà bằng tôn nè, đây còn nhiều cái nhà bằng tôn nè.
cũng xây rất là lâu bên một cái bờ kênh, anh chị. Sông nước nha, tàu thuyền, anh chị. Tàu thuyền ở miền Tây sông nước à, ruột bình rất là nhiều. Ở đó có cái cầu sắt nè, ngay huyện Tháp 10 nha, thị trấn Mỹ An. Bên kia cũng có trung tâm thị trấn hay sao anh chị. Ở bên kia nhà cửa rất là bài bản luôn kìa. Có cái cầu chạy qua kìa. Chạy dạo dạo để anh chị nhìn ngắm nha. Đó, tàu thuyền chạy một vòng mà tìm cái đường băng qua cái cầu bên kia. Bên kia chắc cũng là trung tâm luôn á. Đây là những cái nhánh đường. Đây là dọc cái bờ kênh. Đây sông nước nè, mấy cái cây cao này trồng rất là lâu luôn. Trung tâm thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10 anh chị. Đó, kinh doanh gọi là giao thương tàu thuyền ở trên sông tại khu vực huyện Tháp 10 nha anh chị, gửi đến anh chị nhé. Huyện cũng khá là bài bản anh chị. Để tìm cách chạy qua bên kia nha. Cái đường nào lên cầu. Đó, tàu thuyền rất là to luôn. Để coi đường này lên, đường này ra ngoài. Cái vòng xiến là cái vòng xây để lên cái cầu nha. Đây là trạm y tế, đây là thị trấn Mỹ An nè. Để chạy lại cái vòng xoay lên cái cầu. Nói chung là đường xá cũng rất là bài bản anh chị. Ngay vòng xoay là trung tâm luôn, ngay cốt mắt anh chị. Ngay cốt mắt. Cốt mắt Tháp 10. Ở bên trong đường Lê Quý Đôn là khu đô thị Đông Mỹ An, tối họ tổ chức chợ đêm. Cái đường này là hướng về khu vực quốc lộ 2 về Long An. Đó, đây là đường Hùng Vương qua cái cầu. Đó, đường Hùng Vương nè anh chị. Ở đây có một cái công viên. Đó, công viên nè. Đây là cầu Tháp 10 nha anh chị. Cầu Tháp 10 nè. Là sông nước. Chạy xuống bên bờ sông bên kia nha. Qua bên đây là chợ Tháp 10 nè anh chị. Qua cái cầu Tháp 10 là chợ Tháp 10. Đó, chợ khá to anh chị. Chợ này nhìn chắc cũng lâu đời nè. Đó, chợ Tháp 10 nè anh chị. Gọi đến anh chị nha, chợ Tháp 10. Để chạy xuống khu vực chợ thường khu vực rất là đông đúc anh chị. Đó, hình ảnh chợ Tháp 10 ở huyện Tháp 10. Ngay chỗ thị trấn Mỹ An nha anh chị. Ở đây rất là nhộn nhịp luôn. Nhà ngay trung tâm thị trấn Mỹ An khá là bài bản anh chị. Khá là đẹp á. Chạy vô chợ nha. Đó, đây là chợ Tháp 10 nha, khu vực chợ Tháp 10 nha. Chợ rất là to. Khá to anh chị. Đó, dọc dưới cái chân cầu nè, chợ Tháp 10 nè anh chị. Đó, chợ Tháp 10 gọi đến anh chị nha. Rất là to luôn chứ. Đó, đây là đường Ngô Gia Tự, khóm 4, thị trấn Mỹ An. Đó, rất là nhộn nhịp luôn. Lúc này là 4 giờ chiều nha anh chị, 4 giờ chiều tại chợ Tháp 10, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Đó, phía trước là chợ bán đồ khô, phía sau là chợ bán rau củ thịt cá. Đó, rất là to luôn chị. Chợ Tháp 10, 4 giờ chiều nha anh chị. Đó, bán rất là nhộn nhịp. Hàng quán nhà phố hai bên đường rất là bài bản luôn. Thị trấn này khá lớn anh chị, nhìn nhà nè. Nhìn nhà phố ngay trung tâm thị trấn khá là bài bản.
Nói chung là những cái nhà này xây rất là lâu rồi. Ngày xưa mà xây được những cái nhà phố như thế này cũng rất là quy hoạch rất là tốt đó chứ. Không, kinh doanh buôn bán chợ thấp 10 rất là to luôn. Một cái thị trấn có một cái chợ rất là to luôn chị. Đó, đường xá rất là bài bản luôn. Đó, đường nè, có những cái cầu bắc qua hai bên đường. Cái cầu thì cầu sắt ngày xưa anh chị. Đây là cái đường Trần Phú. Đường Trần Phú. Đó, bên kia là qua lại bờ sông bên kia. Đó, đây nhà phố nè. Nhà phố nè. Đó, nhà phố rất là bài bản luôn. Gửi đến cô chú anh chị nha. Tình hình kinh doanh buôn bán vào lúc 4 giờ chiều tại khu vực thị trấn Mỹ An. Hay khu vực này, đặc biệt khu vực này là gần chợ Tháp 10. Xung quanh chợ Tháp 10 nè. Đó, chợ rất là lớn luôn anh chị. Đây là khu vực những tuyến đường xung quanh. Đó, nhà phố rất là bài bản luôn, đường rất là to luôn, mỗi bên hai làn đường luôn nè. Kinh doanh buôn bán khá là bài bản. Đường này là đường Nguyễn Văn Cừ nha anh chị. Ôi, nói chung là em thấy là thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10 khá là bài bản đó anh chị. Đường rất là rộng luôn. Ở đây là Vinaphone, trung tâm viễn thông Tháp 10. Xé hạ tầng cũng như là khu phố ẩm thực, hàng quán, kinh doanh buôn bán khá là nhộn nhịp. Có chợ đêm nữa mà. Đó, anh chị nhìn ngắm qua những tuyến đường góc phố, những nhà cửa kinh doanh buôn bán hàng quán nha. Đặc biệt là chợ Tháp 10 rất là lớn anh chị. Hay là trung tâm y tế huyện Tháp 10 này. Đường rất là to, bên kia là khu vực bệnh viện Đa Khoa. Đường rất là to luôn chị. Gửi đến anh chị một số hình ảnh về thị trấn Mỹ An thuộc huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Em đánh giá sơ bộ là các con đường góc phố ở thị trấn Mỹ An cũng như là huyện Tháp 10 khá là phát triển anh chị. Một thị trấn này là khá tốt. Đô thị loại 4 nha anh chị. Từng con đường góc phố đường được nâng cấp cũng như là trồng cây trang trí cũng rất là bài bản. Rất là bài bản luôn. Đó, từng con đường góc phố nè. Vô đây là tuyến đường nhánh nè. Đường này là đường Nguyễn Sinh Sắc nè. Đó, những tuyến đường tường nào cũng rất là bài bản. Nhà cửa nè, rất là khang trang anh chị. Nhà cửa rất là khang trang nha. Đó, rất là khang trang luôn. Đường xá rất là đẹp luôn anh chị. Đó, từng cái đường xá nè. Quá đẹp luôn. Đường rất là rộng nha. Đặc biệt trung tâm thị trấn mà đường rất là rộng. Những cái đường này là đường những tuyến đường nhánh trong khu dân cư nè. Rất là rộng luôn. Đó, đường Nguyễn Văn Trỗi nè. Đó, cũng khách sạn này, cái Mỹ An Hotel đồ nè. Rất là bài bản luôn, đường rộng quá nữa chị. Quá rộng luôn đó chứ. Hotel nè, Hotel Mỹ An nè. Rộng quá. Đó, đây là tuyến đường Hùng Vương. Đường Hùng Vương là một trong những cái đường chính ở ngoài. Đó. Gọi đến cô chú anh chị nha. Đây là trung tâm văn hóa và thể thao. Đó, gửi anh chị nhìn hình ảnh về trung tâm thị trấn Mỹ An. Em đánh giá sơ bộ là một cái thị trấn khá là phát triển ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha anh chị. Nó cũng gửi đến anh chị. Thôi cũng chúc cô chú anh chị có một ngày vui. Xin cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo.